Hello và xin chào tất cả mọi người. Xin giới thiệu mọi người, mình chính là ảo thuật gia Phong Cận TV đây. Và hôm nay mình sẽ biểu diễn cho bạn xem một màn ảo thuật này nha. Đây các bạn coi nè. Đây bạn thấy gì không? Trước mặt mình là một con cừu màu đen. Mấy cái con cừu mà nó màu đen như thế này nè bạn, thì người ta thường bảo là những con cừu màu đen thì sẽ thường đem lại xui xẻo. Cho nên là bây giờ Phong sẽ làm một màn ảo thuật biến con cừu màu đen thành con cừu màu trắng cho các bạn xem nha. Đây, các bạn thôi coi nè, trên tay Phong không hề cầm cái gì hết nha. Đây đây, Phong chỉ cần dùng bàn tay của Phong thôi. Umbalachi Bua. Đó, nó biến thành màu trắng luôn rồi. Ghê chưa? Có bạn nào làm được như Phong không? Trời ơi, ghê không? Không cần dùng gì hết, chỉ cần quýnh con kiều cái thôi, cái con kiều nó biến thành gọi là màu trắng luôn. Thôi mình đùa đấy. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Và hôm nay mình đã quay trở lại để làm thêm một video Mini World mới cho anh em xem rồi đây. Thì nếu như những bạn nào mà có coi video gọi là MV Anh Hứa Là Yêu của Phong đã viết tặng cho Sam á bạn, thì chắc các bạn cũng biết cái bài đó rồi đúng không? Cái bài đó hiện tại đã đạt được 2 triệu view rồi đó. Mấy bạn nhớ cày view ủng hộ cho Phong lên nhiều view hơn nữa nha. Ok, thì Sam rất là thích cái bài rap đó luôn các bạn ơi. Cho nên hôm nay nè, Phong đã nghĩ ra một cái trò này khá là vui. Đó chính là Phong sẽ vào trong Mini World, xong Phong sẽ gọi là quậy phá, Phong sẽ chọc cho Sam tức ha. Đó, sau đó là Phong sẽ kiểu hát cái bài lên, Phong hứa là yêu Sam suốt đời. Đó, xong đầu Sam sẽ nghe cái bài đó, xong Sam sẽ hết giận Phong luôn. Nghe hay không? Đấy, ok. Thì chúng ta sẽ thử sử dụng cái màn tròn này để cho anh Sam thử xem như thế nào nha các bạn nha. Ok, và trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho Phong một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của Phong. Và cũng đừng quên hãy bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau, gọi là cùng nhau đi chôn Sam hay nào bạn ơi. Let's go. Hey, không biết là Sam đang làm gì trong nhà ta, để xem coi. Ôi, từ từ, mình phải đứng mình núp ở ngoài đây các bạn ơi. Wow, quá trời bánh kem trên bàn luôn kìa. Trời đất ơi, quá trời bánh kem luôn. Trời, mua một đống đồ luôn nè. Ôi, bánh nào cũng có ấy, thơm quá à. Hôm nay là no chắc chắn luôn. Mà thiếu thiếu cái gì ta? À, thiếu dâu tây. Ờ, lên trên này lấy dâu tây chứ ta. Trời ơi các bạn ơi, Sammy hôm nay mua một đống bánh luôn. Vậy mà không chịu chờ mình về mình ăn chung các bạn ơi. Sam tính ăn một mình hay gì vậy ta? Trời trời, xấu tính quá à. Vậy là không được rồi. Như vậy là phải trừng phạt thôi. Mà trừng phạt bằng cách nào? Cái đống bánh này là của Phong hết. Ok, để xem đây coi. Ê, có bánh quy nữa bạn ơi. Cái này là bánh dâu tây nè. Còn cái này là bánh mật ong nè. Bên đây là có mấy cái bánh gọi là mini nữa nè bạn. Trời ơi, đã bãi. Ok, mình ăn thử bánh quy coi. Nhầm nhầm nhầm. Trời ơi, ngon quá. Ăn hết luôn. Ăn hết cái này luôn rồi. Bánh mật ong nè. Ăn luôn bánh mật ong luôn. Trời, mình thấy hơi no no rồi bạn ơi. Ăn mới có 3 cái, mình thấy hơi no no rồi đó. Nhưng mà không sao. Ăn luôn à. Cái gì á? Cái gì là cái gì? Trời đất ơi, ông này to gan mà. Ông đứng lại luôn, đứng lại. Ông làm gì vậy? Ông làm gì hả? Ây da, bình tĩnh, Sam ơi, bình tĩnh. Trời ơi. Trời ơi, có mấy cái bánh thôi mà Sam làm gì mà Sam giận dữ hả? Ủa, mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Trời ơi, mấy cái bánh đó tôi ăn sáng đó ông nội. Trời ơi, chưa ăn sáng mà ông ăn hết rồi, tôi ăn gì? Tôi gọi là tôi cặp đất ăn hả? Đúng rồi, bà đâu rồi đó, bà cạp đất bà ăn đi. Giỡn, trời. Rồi ok, thôi được rồi, Sam ơi, đừng có buồn nữa, để Phong hát cho Sam nghe nha. Cái gì? Nè, Phong, để Phong hát cho Sam nghe nè. Phong hứa là yêu Sam suốt đời, yêu lắm đó nha. Sao, thích không? Trời ơi, trời đất ơi, mệt quá à, biết rồi. Biết mày đặt, biết tôi thích bài đó, xong mày đặt hát cái gì? Trời ơi, thôi giờ Sam đừng giận Phong nữa nha. Trời hết trận rồi. Thôi bây giờ tôi ra ngoài tôi mua thêm bánh kem nữa nè. Mệt quá à. Mà ăn thêm gì không tôi mua cho. Thôi tôi không ăn gì đâu. Trời ơi, tôi ăn 4 cái bánh kem tôi no không chết luôn rồi. Thôi ông ở nhà ông dùng phụ là ông dọn dẹp nhà giúp tôi nha. Ở nhà bận quá trời nè. Dọn dẹp nhà hả? Rồi ok rồi, Sam cứ đi để Phong dọn dẹp cho. Yên tâm trời. Để Phong dọn dẹp hết cho. Ok, bye bye. Bye bye. Bắt xe đi nè, khổ ghê à. Rồi đi đi. Tiếp. Tạm biệt nha. Trời ơi bạn ơi, đó bạn thấy không? Mình đã nói rồi mà, Sam rất là thích cái bài này luôn bạn ơi. Mình chỉ cần hát lên cái thôi là Sam gọi là thích liền, Sam hết giận mình liền. Nhưng mà hồi nãy Sam nói gì ta? Hình như là Sam kêu mình ở nhà mình dọn dẹp nhà đúng không? Trời ơi, mới ăn no xong rồi người ta thường bảo là căng da bụng thì trùng da mắt.
mình ăn no xong bây giờ mình buồn ngủ à. Thôi không dọn đâu, tí nữa dọn sau. Ừ, ok thôi lên đó ngủ à. Trời ơi trời, buồn ngủ muốn chết rồi. Ai dọn dẹp được giờ này đúng không? Ừ, thôi đi ngủ xíu ơi. One eternity later. Bông ơi, bông ơi, xuống này cho tôi. À, ơ, cái gì vậy, cái gì vậy? Ủa trời trời, mấy bạn ơi, hình như mình mới nghe tiếng của bà Sammy. Ui chết rồi bạn ơi, hồi nãy Sammy kêu mình là dọn dẹp nhà cho Sam nhưng mà mình quên mất mình chưa dọn. Ui thôi xong rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Từ từ để mình chạy xuống dưới coi. Ờ Sam đâu ta? Ê Sam kìa. Hello. Hello Sam. Vui quá à, ông vui quá à, tôi vui ghê nha. Trời ơi, tôi bảo là tôi nhờ ông đi dọn nhà, sao nhà còn bẩn vậy? Tôi hồi nãy á, tôi ăn bánh kem xong tôi no quá cho nên là tôi buồn ngủ á, tôi lên, tôi ngủ xíu, tôi tính tí nữa tôi xuống tôi dọn dẹp mà. À thế à? Trời đất ơi là trời ơi, tôi mua một đống bánh kem này định cho ông ăn tiếp nè, mà ông không làm thì sao tôi cho được? Hả? Trời trời. Sao bà mua nhiều bánh kem vậy? Tôi ăn bánh kem ngán lắm rồi bà nội ơi. Ê mà nhưng mà thôi, Sam lỡ Sam về nhà thôi, Sam tự dọn đi, Phong lên ngủ tiếp nha. Bây giờ ông mà lên ngủ là tôi bỏ nhà đi luôn á. Dọn muốn cái gì? Hả? Gì? Dọn hả? Dọn rồi. Dọn hoài. Sao một ngày dọn 2-3 lần vậy trời ơi trời. Trời ơi là trời, bày đặt dọn đồ nữa. Dọn thì có cách nữa, cái gì đâu. À, Sam ơi, Sam. Dạ. Nghe Phong hát nè. À, Phong khi sinh ra tính vốn thật thà nên thương Sam Phong phải nói ra, muốn được bên Sam đến cuối cuộc đời, thế nên là Phong không muốn cách xa. Đó, hết giận chưa? Trời ơi, thôi hết giận rồi. Thôi để Phong tôi lấy tôi dọn cho. Các bạn ơi, sao mà dễ hết giận vậy, mình hát có câu hết giận luôn ta. Quá đỉnh. Quá hay, quá hay. Ok, vậy thôi Sam dọn dẹp nha, tôi đi chơi đây. Tạm biệt nha. Trời ơi. Đi chơi đi. Trời ơi bạn ơi, quá đơn giản. Trời ơi, vậy là từ nay mình sẽ không lo bị Sam giận nữa bạn ơi. Mình tha hồ mà quậy phá, mình chỉ cần hát cái bài lên thôi là Sam hết giận mình. Thôi đi chơi thôi, let's go. Vui quá xa là vui. Ai bấm chuông vậy trời? Ủa? Con hàng này của ai ta? Ủa của mình mà. Mà mình đặt cái gì nhờ? Ủa, cái lightstick Blackpink của mình đặt từ 1 tháng trước, bây giờ mới về nè. Ôi dồi ôi, em yêu trời đất ơi. Quá, trời đất ơi, về hàng rồi hả? Ôi, vào khui hàng tôi. Ôi, đẹp quá à, cái lightstick Blackpink của mình. Trời đất ơi, đặt từ cả tháng trời, trời nhìn nó đẹp, cái màu hồng, màu đen là trời đất ơi, nó sang gì đâu á. Trời, ai mà fan Blackpink phải có cái gáy ghẻ đúng không? Bây giờ phải chụp một tấm này đăng Facebook đây nè. Bây giờ đặt đâu ta? Đây đó. Đặt lên nè. Úi dồi ôi, đẹp quá chừng luôn. Bây giờ đi kiếm cái điện thoại để chụp ảnh đây nè. Trời đất ơi, hôm nay là một ngày rất là vui. La la la. A few inches later. Ê, trời ơi, lại đói bụng nữa rồi. Mới đi chơi có chút xíu đói bụng nữa các bạn ơi. Hey, chắc là phải vô nhà kiếm gì đó ăn mới được. Ê, có cái hình cái hamburger chỗ này nè bạn. Thèm muốn chết luôn á, tôi muốn ăn luôn cái bức hình ghê luôn á. Nhưng mà thôi, ăn bức hình sao ngon được. Để mình lên mình kêu Sam nấu hamburger cho mình ăn mới được. Sam ơi, tôi thèm hamburger quá à, bà nấu cho tôi đi Sam ơi. Sam ơi. Ủa Sam đi đâu ta? Cái gì đây? Cái gì đây, cái cây này nhìn quen quen các bạn ơi. Cái cây này chính là cái cây lightstick của Blackpink nè các bạn. Trời ơi trời, tại sao trong nhà mình lại có một món đồ quý giá thế này ta? Trời trời, mình nghe nói cái cây này đắt tiền lắm luôn các bạn ơi. Trời ơi trời, chỉ có fan cứng của Blackpink mới mua được thôi á. Cái gì mà ghê quá vậy? Wow, đẹp dữ. Nhưng mà trong nhà mình có ai là fan của Blackpink hả ta? Ngoài tôi ra còn ai đó không ta? Tại vì mình cũng rất là thích Blackpink luôn bạn ơi. Mình cũng hay nghe nhạc của Blackpink lắm. Mình nghe nhạc của nhiều gọi là nhóm nhạc Hàn Quốc lắm bạn ơi. Đó, Big Bang nè, Blackpink này, BTS này đó. Mình nghe nhiều lắm luôn á. Nghe nhạc Hàn Quốc là mình hay nghe lắm. Ủa nhưng mà khoan, cái cây này là của ai đây? Ui nhưng mà nghe nói cây này đắt tiền lắm nha các bạn nha. Trời ơi bạn ơi, cái cây lightstick này mà bán đi ha, chắc là được nhiều tiền lắm luôn á bạn. Hay là bây giờ mình đem bán để mình lấy tiền mình đi chơi game ta. Khoan, có khi nào cái cây này là cái cây lightstick của Sammy mới mua không ta? Thôi mà kệ, chắc không sao đâu. Mình đã có cách để đối phó với Sam nếu Sam giận mình rồi. Bây giờ mình đem đi mình bán để mình lấy tiền mình đi chơi game mới được. Đem đi thôi. Trời trời, vậy là sắp có tiền chơi game rồi. Yeah. Many minutes later. Có điện thoại rồi, bây giờ chụp lại. Ôi ôi, lightstick của tôi đâu rồi? Mới đặt đây mà. Trời đất ơi, 1 tháng
cái plastic của tôi hả? Vụ này có chắc chắn là ông Phong cần trong nhà này thôi. Được lắm Phong cần. Ông đúng rồi Phong. Ông chui lên cho tôi. Ui tức quá, tức quá. Ê, trời ơi là trời, bán được quá trời tiền luôn các bạn ơi. Các bạn coi nè, quá trời tiền luôn. Vậy là kỳ này ha, Phong tha hồ đi chơi game luôn, tha hồ mua bánh kem, tha hồ mua hamburger, KFC, thịt nướng BBQ mà ăn luôn. Trời trời, thích quá trời thích. Ok, để lên rủ Sam đi ăn KFC coi. Hey, Sam ơi, Sam. Yay. À, hôm nay đang KFC tôi ôm, tôi mới bán cái cây light stick của Blackpink kiếm được quá trời tiền luôn à. Cái light stick cả. Trời đất ơi, tức quá, tức quá. Ủa? À, cái gì mà trời tức? Trời đất ơi là trời. Ông biết cây light stick đó là của tôi không hả? Ủa? Trời đất. Của bà. Ủa, tôi đâu biết đâu. Tại tôi thấy nó nằm ở trong nhà. Tôi tưởng là của ai, của ai người ta để quên, thế tôi đem bán. Trời đất ơi, ông lẹt cái đồ gì ở trên bàn là của ông hết hả? Sao ông đem đi bán cho? Trời đất ơi, cái light stick cho tôi đợi một tháng trời đó ông. Ơi, trời ơi. Tôi hỏi bà nè, chứ tôi đâu có thấy ở trên cái cây light stick đó nó có ghi là đây là gọi là cây light stick mà của Blackpink, của Sammy mua đâu. Tôi đâu có thấy cái tên ghi trên đó đâu. Tôi đâu có thấy tên Sammy ghi đó đâu. Sao tôi biết được của ai? Thì tôi đem tôi bán thôi. Ôi. Ủa không phải là của ai là ông đem đi bán được tùy tiện luôn hả? Ông ngon dữ vậy? Đồ gì trong nhà của tôi đều là của tôi hết, hiểu không? Trời đất ơi, tức quá, tức quá. À, trời đất ơi là trời. Trời ơi, có gì đâu mà tức. Nếu như Sam tức giận thì yên tâm, Phong đã có cách. Yeah, ok bạn ơi, dùng cách cũ, dùng cách cũ. À, Sam ơi nghe nè. Và nếu Sam là cô phù thủy nhỏ trong cổ tích nàng tiên cá thì Phong sẽ tặng Sam chọn trái tim mà không cần đổi gì cả. Đó, nghe dễ thương chưa? Hết giận chưa? Hết giận chưa? Bố mày nhọt cái mày đó. Sam ơi, Sam. Mày coi chừng mày chết. Ông nhìn cái mặt tôi coi có hết giận chưa hả? Ủa, gì vậy? Ê, Sam ơi, Ông lo đổi vàng cho tôi. Sam. Ông hết giận hả? Bình tĩnh. Phong hứa là yêu Sam suốt đời. Yêu ấm đó nha, hết giận chưa? Trời bạn ơi, trời đúng thiệt, quá tam ba bận các bạn ơi. Mình chọc Sam một hai lần thì được, chứ chọc hoài là Sam giận mình thiệt đúng không trời. Trời ơi trời, mới cho anh chút xíu thôi mà làm gì thấy ghê à. Thôi chắc là bây giờ mình phải đem cái tiền này đi để mình chuộc lại cái cây light stick của Blackpink cho Sam mới được. Trời ơi, nói chung á là Sam rất thích Blackpink luôn, cho nên á mình mà bán cái cây light stick của bả ha là bả giết mình luôn á bạn ơi. Thôi không được, đem trả cho bả ơi. Ok, và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt, yêu anh em phải nồi. Bye bye. Giờ mình phải đi mua lại cái light stick đi. Bye bye mọi người.